Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center. Hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng máy đẳng cấp khác của BBT, đó là Pro XL. Pro XL. Khi mà Duy công du qua bên Mỹ á, Duy đến thành phố Los Angeles, đến cái phòng Gold Gym, là một phòng gym mà nó là giống như thánh địa của dân thành chúng ta. Nó trang bị một đống vàng hấp rắc luôn, hấp rắc mà nó đơn giản là nhiều bạn, nó không phải là rồ, nó dòng thường thôi đó. Nó để cặp đây nè, từ đây tới đây khoảng chừng 7-8 cái, 6-7 cái gì đó vô cánh hơi là bất kiểu. Xong rồi Duy cũng order thử một cái về Việt Nam mình chơi. Thật ra này xa xỉ thôi, ít ai đầu tư lắm. Nhưng mà về bật ngửa luôn. Ủa hấp rắc gì bự vậy ba? Hấp rắc gì bự quá vậy mấy bạn? Cái này là hấp rắc đó hả? Nhìn cái khung này giống hấp rắc không? Rồi hôm nay Duy sẽ nói cho bạn tính năng này dùng để làm gì. Để tập hết tất cả những bài freeway có thể trên khung này. Khách hàng mới đến BBT gặp những thiết bị Mỹ Đế 2M một cách nó rất là lạ lẫm. Không biết xài sao hết, không biết tên luôn. Ủa vậy mà đi tập gym được cái gì? Tập gym gọn chuột thôi à? Không có kiến thức à? Không phải. Đến với BBT, đến với THOL, Duy Nguyễn là người chia sẻ kiến thức cho bạn. Mà là cái gì chia sẻ, khẳng định một lần nữa, không có đồ này. Không có đồ này. Các bạn đến BBT, đóng tiền tập gym, đóng tiền mua sub và sử dụng dịch vụ và sử dụng hàng hóa thì bạn đã tiền. Còn kiến thức là free. Đây là một member, một thành viên mới trong gia đình Pro XL Mỹ Đế 2M nha các bạn. Không có low end, không có medium nha, mà Mỹ Đế 2M đàng hoàng. Cái này, sản phẩm này có tên là Pro XL Half Rack. Half Rack. Half là phân nửa, rack là cái khung. Cái khung thôi đó, phân nửa cái khung thôi đó. Mà thấy phân nửa khung mà nó bị đại chưa? Tiết lộ cho bạn số tiền luôn, 75 triệu. 75 triệu tiền Việt Nam vào thời điểm năm 2020. Rồi hôm nay Duy sẽ nói cho bạn tính năng này dùng để làm gì. Để tập hết tất cả những bài freeway có thể trên khung này. Nói tới một cái rắc á, thì á, nó phải có những cái chốt để tạ sau đây. Bạn phải để đẹp giống như THOL vậy đó. Đó, tạ 20 để trước, xong rồi tới tạ 15, tới tạ 10, tới tạ 5. Để làm chi? Để cho cái phòng mình cái floor đó, cái floor là cái sàn á, nó sạch, đúng không? Còn mấy cái phòng thường á, cái sàn nó toàn là tạ không à. Nhưng mà bạn nhìn coi, cái floor của BBT á, tạ rớt xuống 5 phút nằm chỗ, trừ tiền coi lo, có còn coi floor nữa nha. Tạ là phải nằm trên vậy hết, nó cho nó đẹp. Và nó sự dẫn tới sự ổn định của cái máy. Ổn định của cái máy. Tại vì hệ thống máy của THOL không có mắc ốc bạn. Nè, nó có máy ốc dưới đây nè, thấy không? Nó có máy ốc dưới đây nè. Bằng khoan cho bằng bắn vô sàn bê tông luôn. Nhưng mà THOL không làm vậy. Nên vì sự ổn định của máy, thật ra cái khung này không cần cái đó, nó cũng ổn định lắm rồi. Nhưng mà tính năng nó làm vậy, mình phải chơi. Cái thứ hai nữa đó là bạn nhìn thấy mấy cái móc không? Bạn có thể treo bất cứ cái gì trên đây. Bạn gắn bất cứ cái gì trên đây cũng được hết á. Trái banh, trái bóng hay cộng dây hay gì đó. Chơi xích đu, chơi bún thun gì đó, thoải mái. Đây cũng vậy. Đó là những cái tính năng phụ mà cái hấp rắc này nó có. Tương tự, hai cái này cũng là gắn dây thun nha các bạn. Hai cái cây này cũng gắn dây thun thôi.
Rồi tiếp tục đến với cái phần cực kỳ quan trọng của máy này, đó là cái này nè. Quan trọng là cái này và cái này. Chính sự biến thiên của hai bộ phận này nó tạo ra một sự kỳ diệu của Hấp Rắc. Vậy thì cái dưới có tác dụng gì? Cái dưới có tác dụng là để cây nè, tính năng an toàn và tính năng để tập đó. Rồi cây trên làm gì? Để điều chỉnh nè, đẩy lên thăm hai, thăm hai, thăm hai. Để thử coi, mình có 1m72 à. Ờ là đẩy vai, đẩy vai nha. Vị trí cái chốt là minh họa như vậy. Còn cây trên để đu, cây này nè, để đu, để đu thôi nha. Vậy thì á, cái sự mà chuyển động của cái chốt này từ đây đây là cái vị trí mình gác cái cây vô để mình lấy ra mình tập những động tác mình thích. Tiện đây á thì Duy nói sơ về cái cách để chỉnh cái cây này. Đầu tiên đứng hai cái bước qua hai bên, rồi kéo cái chốt màu vàng nè mạnh lên đó cho nó mở rộng ra, xong rồi vịnh này đẩy lên từ từ nó đẩy lên đến tới đây nè. Xong rồi hai tay dùng cái tay dưới làm lực chính, đẩy lên đẩy lên tới cái vị trí bạn mong muốn. Ok rồi, thả ra. Ok chưa, giờ đu xà. Rồi giờ sao bay nó đu. Rồi vừa rồi đó, muốn cầm đâu đó cầm, miễn sao cầm đu được thôi. Rồi gánh đùi thấp hơn chút, gánh đùi là linh hồn á đó. Chọn vị trí sao cây này nó lấy vô ngang vai mình, nhớ móc nha, móc 16, móc 16. Bạn hiểu cái số trên đó để làm gì chưa? Số trên không phải là để chọn mà để chúng ta nhìn, chúng ta nhìn là à chúng ta đang nằm ở móc 16 để chúng ta gánh đùi, thì bên đây nó cũng phải 16 nữa. Xong chúng ta vác cây bao bèo lên để chúng ta gánh đùi. Ok, khi gánh đùi nó sẽ vướng cái cây này. Cây này để bảo hiểm ông ơi, canh khi mình xuống vị trí nào. Khi mình xuống vị trí này đúng không là ok đúng không? Cây nằm thấp hơn xíu nữa mới được, nằm ngay đó nó bị vướng. Rồi cho mình xuống một nấc, đang số 8 cho xuống số 7. Rồi ok, thằng này số 5 lùng quá, thằng này lên số 7 luôn. Số 7 đâu vậy? Ok, cầu vai hạ cái tạ ngang ra vậy chưa được, xuống hai nấc nữa lì đó. Đây đi, ok rồi đó. Số mấy? Số 4. Số 4. Số 4. Buông ra. Ây chết, con đã bị dước rồi. Rồi ok, cầu vai bài cuối cùng là bài quan trọng, mà thật ra bài đó đừng tập đây, nhưng mà có một trường hợp duy nhất tập ở đây là dành cho mấy bạn yếu á, vị trí thấp nhất đó, vị trí thấp nhất gắn cây vô đó, hoặc là trên một chút xíu nữa cũng được. Để làm gì biết không? Để chơi bài rô. Thí dụ bằng rô thấp quá bạn lấy không nổi, mệt, giờ rô đây thôi đó. Đó là những bài quan trọng. Không có deadlift như thế này nha. Ồ, mấy bạn mà deadlift như thế này ăn thẻ đỏ đó. Red card và get out. Nhớ nha, deadlift ra ngoài, deadlift nội qua đây nè. Cái chỗ phòng gym đẳng cấp không chơi chế đó. Ai mà chế deadlift trên đây thấy đủ liền luôn. Mốt dán bảng nè, no deadlift here. Duy tự tin giới thiệu bạn, ở Việt Nam này có cái Hấp Rắc nào mà đẳng cấp như vậy á, bạn cứ show up đi, nhiều khi Duy có event cho bạn luôn. Ở cái máy này chúng ta nên tập những bài căn bản nào? Đây Duy sẽ minh họa một số bài căn bản để tập trên máy này. Còn ngoài ra đừng có chế giùm Duy một cái nha. Thể hình online nó nhiều máy lắm, không cần phải chế đâu. Không phải là cái thời cách đây 1900 hồi đó nó thiếu máy đâu, chế lum hết. Nên một cái máy nó làm ra đó, mình nên chỉ tập những bài căn bản của nó thôi. Gánh đùi là chúng ta phải có cái ba bát. Đừng có xài ba bát chùa, đúng không? Tới BBT mua ba bát đi mấy bà. Đó, ok, cho nó giữa cây. Chưa được đâu nha. Đó, quấn thêm cái khăn nữa.
Chỉ kỹ vậy thôi chứ muốn gì nữa. Rút. Rút, ok. Rồi, xong chưa? Vô gánh. Rồi, hạ xuống. Ngồi luôn. Sao ra? Lúc này yên tâm đi, lúc này bà không có tư thế như đi đâu. Bà nằm chùm ẹp đây rồi. Tại sao? Cái này cây cấp cứu mà ông nội. Thôi, gánh xong đem là chỗ cũ nha ba. Đi vô, dạ nha. Đó là minh họa xong bài squat. Regular squat. Watch my. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến THOL Gym Center quận 9 vô thang máy nhấn tầng số 3 để trải nghiệm một dòng máy đẳng cấp Pro XL Hybrid. Hãy cùng Duy Nguyễn đến THOL Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.